cái này là máy này có thể kiểm soát được lực xiết, là theo cái nhu cầu mà bên nhà máy lắp ráp này kia là lực xiết bao nhiêu thì mình cài đặt ở đây, cài đặt cái lực xiết ở đây. Ví dụ em giả sử ở đây em cài lực xiết là 10 newton thì nhà máy yêu cầu 10 newton thì em dặn 10 newton và em xiết. Sao biết nó được là 10 newton? Dạ thì mình xiết xong, mình xiết xong mình kiểm tra lại. Đó. Thì ở đây là 9,9 newton. Ở trên đá nó hiển thị là 9,9 newton ha. Hai chỗ này. 9,9 newton và ở đây nó báo ok, tức là máy setup 10 newton và nó kết nối với bộ thu của cái máy và nó hiển thị lên màn hình thông qua cái chương trình của Makita và nó sẽ báo ở đây là ok, tức là nó nằm trong cái phạm vi cho phép. Phạm vi cho phép mình setup từ đây là từ 9.3 đến 10.7. Tức là khi mình siết trong phạm vi đó thì nó sẽ báo ok. Nếu mình siết ngoài phạm vi đó thì nó sẽ báo là no ok. Kiểm tra lần lại. Đó. Thì đây là nằm trong biên độ sai số của nó. Thì nó cũng nằm trong biên độ sai số là 9,6. Thì ok. Thì nếu mà kiểm tra được ok xong mình siết liên tục thì nó vẫn đảm bảo lực trong biên độ sai số đó cho mình. Thì nếu ok thì nó sẽ báo ok trên kia. Còn trường hợp mà mình chỉnh lực mà nó yếu hơn so với lực mà yêu cầu á, giả sử chỉnh lực yếu hơn so với yêu cầu thì máy sẽ báo không ok, là đó do mình sẽ chỉnh lại. Nó có cảm biến quét qua phần mềm. Dạ đúng rồi, do kết nối qua Bluetooth và mình điều khiển mình nhìn trên màn hình mình biết được. Ở đây nó vẫn còn nằm trong biên độ cho phép thì nó vẫn báo ok. Còn anh nó sẽ hiện đỏ này. Dạ đúng rồi, nó hiện màu đỏ là không ok, nó báo tít liền. Đó. Ví dụ đây là lực chỉ có 7,7 newton thôi. Tất cả các nước thì bên con có, nói chung là trên mọi nước bên con có một cái xưởng. Còn riêng Việt Nam thì bên con không có xưởng sản xuất, bên con nhập trực tiếp. Cái này là của Makita Việt Nam luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Rồi cảm ơn nhiều ha. Dạ, dạ. Có gì sẽ call later. Thank you. Cảm ơn. Ở xe thay không? Ở xe. Xăm xe. Hay còn đỏ là rùa. Này hơi có cảo không? Catalo. Give me catalo. Okay. Có chưa? Do you need I have a mistake. My name card. I can write to you. Okay. I can write. Bây giờ ông có hẹn. Cái tên công ty, địa chỉ với số điện thoại với... Very good. Chenzo. Okay, thank you. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Thank you.
Cái bình cái này thiện. Thank you. Original equipment manufacturers and installers as the premium brand for quality and technological innovation. In the manufacturing process, we have selected the high quality materials.
À, thế là mail, mail, mail. Yeah, driver. Yeah, yeah, yeah. I know this company. Oh, you know, yeah. Hanzo Zhang Technology. Yes, I have a... You know Miguel Zhang. Miguel. Yes, we are distributor. Ah, we are distributor. Yeah. Nice to meet you. Would you mind have a seat and... Okay, I will contact you your email. My email? I will buy this power supply. Oh, I'll ask power supply. Yes. May I have your card? I mistake my name card. I can write to you. Okay, thank you. Thank you.
take photo. Yes, then you can remember us. Okay. Yes. Looking for what business with you? Yes. Okay, I give video of YouTube and coming. Okay. I have a mistake. My name card. I'm very busy, so mistake with my name card. Okay. I will contact to you your email. Yes. Right, yeah, right, you right. Yes. I will also this man is okay. Còn ghế viết cho nó dễ. This man. Yes, you can sit yes, here. Yes, sit down. They give me. Okay. Yes, please give me. Yeah, name card. Yeah. Do you need a lady driver? Yeah. I know. This is your model. Yes, yeah, do you I know. Have a name card? My name card. I have a mistake. Oh, do you have care? Yeah. Yes, I can write. Your name? Yes, write your. Yeah. Thank you.
Yeah.